Chào các bạn, đây là một dĩa tôm chiên xù này các bạn. Tôm chiên xù mình ăn với lại chén nước mắm chua ngọt này các bạn. Những cái con tôm thì màu vàng, rồi rau xà lách màu xanh và những miếng cà chua màu đỏ. Nhìn cái dĩa tôm rất là đẹp mắt. Nguyên liệu mà để làm cái món tôm chiên xù á, thì đầu tiên là mình có tôm này các bạn. Chỗ này là mình có 10 con tôm, cân nặng khoảng 300 gram đó các bạn. Rồi mình có 2 quả trứng gà này. Rồi mình có bột chiên giòn này. Bột này để chiên tôm hoặc là chiên chuối nha. Rồi mình có bột chiên xù nữa này các bạn. Và mình có dầu ăn nữa nha. Đầu tiên là mình bóc vỏ tôm này các bạn. Mình có thể cắt ngang cái khúc đầu đi nha. Mình bỏ cái khúc đầu đi để cái con tôm nhìn cho nó đẹp. Mình bóc hết cái phần vỏ tôm. Mình bóc hết nhưng mà cái phần đuôi mình để lại này các bạn. Rồi. Rồi mình dùng cái dao nhỏ, mình khía xíu cái chỗ này thôi. Để mình thấy nếu mà nó có cái đường chỉ lưng á, thì mình kéo nó ra. Như con này thì cái đường chỉ lưng nó trắng nè các bạn, nhưng mà mình cũng kéo nó ra luôn nè. Đó, như vậy là mình bóc như vậy là được rồi nha. Thì tôm á, là mình muốn làm cho cái con tôm nó thẳng nè các bạn. Thì mình sẽ sử dụng cái dao. Rồi cái mình khía ở dưới chỗ cái phần bụng của nó khoảng 3 khía. Thì cái con tôm mình khi mình làm nó sẽ thẳng ra nha. Rồi, đó, mình sẽ khía nó ra như vậy thì cái con tôm nó sẽ thẳng này. Và mình cứ tiếp tục mình bóc cho nó hết cái chỗ tôm này nha. Đây là 10 con tôm mà mình đã luộc vỏ. Rồi mình kè rút cái đường chỉ lưng cũng như là mình cắt ở nơi cái bụng nó coi như 3 khía để mình duỗi cho nó thẳng hết lên này các bạn. Rồi trước khi làm á, thì mình sẽ đổ cái bột chiên tôm ra nha. Mình đổ ra cái dĩa để mình dễ lăn qua. Nó thấp á, mình dễ lăn con tôm qua nha. Bột chiên xù mình cũng đổ ra luôn. Còn riêng về trứng thì mình cũng đập trứng, mình cho vô một cái chén. Mình dùng cái muỗng các bạn để mình múc cái lòng đỏ qua một cái chén khác nha. Mới đầu mình định sử dụng hết 2 quả trứng mà mình thấy cái lòng trắng thì nó nhiều quá cho nên mình lấy lòng đỏ thôi. Rồi mình lấy cái chỗ lòng đỏ này thôi nha. Rồi mình quậy lên. Đầu tiên á, là mình lấy một con tôm này các bạn. Mình cho nó qua cái bột chiên giòn trước nha. Mình tẩm qua bột chiên giòn. Rồi mình sẽ cho nó qua trứng nè các bạn. Mình tẩm nó một lần để cho nó dính vô cái nước trứng á các bạn. Rồi, cho nó thấm đều ha. Rồi mình sẽ đưa nó qua cái dĩa bột chiên xù nè. Mình lăn qua lăn về ha. Để cho bột chiên xù nó bám vào chung quanh á các bạn. Rồi. Thế là mình đã có được một con này ha. Mình đặt nó vô dĩa này. Lát nữa mình cho vô chảo mình chiên ha. Rồi mình cứ tiếp tục mình làm với 9 con còn lại này cho hết nha. Mình bật bếp lên này các bạn. Rồi mình dùng một cái chảo mà nó sâu lòng. Rồi mình cho nhiều nhiều dầu ăn vô nha. Mình có thử thử thì cái đũa của mình nó hơi có tăm tăm sôi rồi này các bạn.
Thì khi tăm tăm sôi rồi thì mình hạ lửa nhỏ đi một xíu nha, trước khi mà mình cho tôm vô á. Giờ mình sẽ thả từng con tôm vô mình chiên nè các bạn. Rồi, cuối cùng mình đã cho hết 10 con tôm vô chiên rồi các bạn. Mình để chừa lại cái khúc đuôi, nhìn nó rất là đẹp luôn nè các bạn ha. Những cái con tôm của mình cho vô đầu tiên nó đã vàng vàng rồi nè các bạn. Đây, nó đã chín rồi các bạn. Thì mình vớt lên trên một cái vợt nha. Đây là những con tôm mình cho đầu tiên đó. Những cái con này chưa thì mình chở đi nha. Mình để trên cái vợt cho nó ráo ráo dầu. Wow, nó có cái màu đẹp. Khi ráo dầu rồi thì mình cho qua bên một cái dĩa mà mình có lót giấy để cho nó thấm dầu đi bớt này các bạn. Rồi còn những con bên này mình cũng sắp được hết đây nè các bạn. Vớt ra. Còn ba con cuối cùng. Tắt bếp đi nha. Rồi mình cũng vớt ra luôn. Wow, màu tôm rất là đẹp luôn nè các bạn. Chuyển qua bên này để cho nó thấm dầu nó vô cái giấy đi nha, để mình ăn cho nó đỡ ngán á. Tôm mình để nó đã nguội nguội rồi các bạn. Thì giờ mình xếp nó lên. Mình có chuẩn bị ở bên này là một cái dĩa rau xà lách với lại cà chua này các bạn. Rau xà lách mình xếp rồi, cà chua mình cắt nhỏ mình xếp. Rồi bây giờ mình nguội rồi thì mình xếp tôm lên này. Wow, nhìn đẹp lắm nha các bạn. Màu nó rất là hài hòa luôn. Đó. Thế là cuối cùng là mình đã có được một dĩa tôm chiên xù. Mình cũng có làm một chén nước mắm chua ngọt ở đây nè các bạn. Khi mà mình ăn là mình sẽ ăn kèm với lại rau xà lách, với lại cà chua mình cắt mỏng, rồi mình chấm với lại chén nước mắm chua ngọt, rất là ngon luôn nè các bạn. Nhìn những cái miếng tôm thì màu vàng au à, rồi màu xanh của rau, màu đỏ của cà chua, là vừa ăn ngon mà vừa đẹp mắt nữa các bạn ơi. Mến chào các bạn nha.